Chào các bạn hôm nay thì thấy cái này nó lạ quá. Cái này là giống như là con cua thủy tinh á, nhưng mà thông thường cua thủy tinh á cái màu nó khác, còn cái này cua thủy tinh này nó đỏ quét à. Nè, không phải là nấu mà nó đỏ mà màu nó vậy luôn á, khi mà chưa nấu nó đỏ rồi. Bởi vậy mua về ăn thử nó giống cái loại kia không. Đây, ba con giá là 8 đồng một phao. Ba con này á, tổng cộng là 30 mấy đô, khoảng 32-33 đô gì á, khoảng 650 ngàn của Việt Nam vậy mà. Rồi ăn thử nha. Hi guys, this is the red crystal crab. It's similar to the regular crystal crab. It's just that it's the color is really red. So I wanna bite it and try it out to see if it any good. So we'll see. Cái kia ăn nhớ là cái vỏ của nó đó, ăn nó giòn, nó mềm, nó giòn. Cái này thì nó mềm mà nó không có giòn. Nút có thịt ra hết rồi, ngọt, thịt ngọt. Cái này thì nó không ra. This, the meat is really sweet and tender. Doesn't want to come out. Thật nó mềm. Nó ngọt nhưng mà nó không ngọt, nhưng mà giống như là tôm hùm vậy đó. Cái càng ra đây. Ăn cái càng thử. Cua này hấp á, nước không à. Cái vỏ nó mềm, nó giòn với nó mềm, không cứng như là cua Cà Mau của mình. Cái thịt của nó nè, mềm, thịt nó mềm mà nó ngon gì đó. The meat is really good, actually. Đây, claw meat. Đây, tôm càng đây. Thịt của càng chứ. Trắng ngắt luôn. Ngon. Này chắc mấy con này chứ không có gạch. Cua loại cua biển này là ít gạch đó. Toàn là nước chứ không hồng. Để coi còn sao. Ừ.
này chủ yếu là ăn thịt không à. Đâu gặp gì đâu, lại cua này cua đực nữa. Có hai bên hông á, có miếng. Nó mặn mặn. Bò tử của nó bự dễ sợ. Còn trong đây hầu như là tiết không à. Tiết ăn nó cũng được, nó mặn mặn xíu vậy mà ăn giống như là tàu hũ á. Coi nè, thấy không, trắng trắng này. Sạch luôn. Ở trong nó vậy, nó còn có nước biển á, chắc của nó quá còn mặn mặn. Nhưng mà thịt nó ngọt, ăn nó đã gì đâu. Mềm dễ sợ luôn nè. Cái vỏ đó xé cái này ra. Thịt của nó ha. Cua thủy tinh đỏ. Cua này nó dễ ăn hơn mấy cái loại khác, mấy cái loại cua kia. Tại vì vỏ nó không được cứng lắm, bởi vì nó dễ gỡ hơn. Dễ gọi hơn cái xíu à, nhưng mà cũng vẫn có mấy cái vỏ nó cứng cứng.
Hôm nay ăn ăn với măng 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 chua. Có cái thân hình đó thật quá trời thật luôn. Lot of meat on these knuckles, the body. These crab are very easy to take the meat out. Because the shell is not that hard at all. Pretty fragile. Xong con, để còn mấy cái que à. Thịt nó không muốn ra. Thông thường mấy con kia khác á, ấy cái là nút cái là thịt nó chạy ra, cái này nó không muốn ra. Này phải gỡ. Anh mà nó làm khó làm dễ. Nhưng mà nó đáng, thịt nó ngọt. Nó ngọt và nó mềm.
Ngon quá, cứ ăn không muốn nói gì hết. Ngon gì đâu hả? Thông thường cái loại cua thủy tinh kia thì nó nhập khẩu từ bên Úc ba. Còn cái lọ này không biết nó lấy từ đâu ra. Con này nó bán cũng ok, giá nó cũng được, không mắc lắm mà cũng không rẻ lắm, vừa tại vì giá này giá nhập khẩu mà bởi vậy phải mắc hơn xíu. Con này mà hấp á, nó vậy, nếu mà còn luộc á, cờ nước vô đây nó tan hết mấy cái gạch nè, cái gạch nè, mấy cái mà biết mềm, mấy cái xanh xanh nó mới gọi là cái gì. Ăn xanh xanh. Béo dã man luôn. Bao tử trong đây toàn là tiết không à.
Béo quá. Gotta use the beer to chase it down. The meat is very good. Sweet. Maybe time consuming to get the meat out, but it's not bad at all. Rồi, ăn gần hai con chỉ còn mấy cái que đã.
Chắc cái này để coi coi bà xã hoặc là bé trên nào nó ăn ăn thử không. Thật ra thì cái này hình như là nó y chang như con cua thủy tinh, màu khác màu kia thôi, chỉ có khác cái là nó màu này mà đỏ. Còn thịt á, nó ngọt ngon giống như con kia y chang, giá cả thì cũng y chang luôn nhưng mà chỉ khác cái màu thôi. Rồi thôi, tới đây ta thôi nha, tạm dừng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng là các hẹn gặp lại các bạn lần sau nha. Bye bye, see you later guys, thank you for watching, see you later, bye.